Tới ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, hỏi thăm ông Trần Giang Sáng. Từ chính quyền địa phương tới bà con chòm xóm, ai ai cũng biết. Một người thương binh tuy nghèo nhưng giàu nghị lực, chí thú làm ăn, giờ phải nằm một chỗ vì bệnh tật. Tôi làm hội trưởng phụ nữ xã An Bình đây là năm 78. Cháu Trần Văn Sáng này thì tôi tiễn đi nghĩa vụ vào năm 78. Qua năm 79 cháu theo đơn vị báo tin về là cháu bị sốt não ở Campuchia, đi về chuyển về bệnh viện Vĩnh Long nằm điều trị. Thời gian đó thì cũng mấy tháng rồi xuất viện về rồi gia đình hoàn cảnh nó cũng nghèo lắm, không có điều trị bệnh được đến nơi đến chốn, rồi bị mù hết con mắt bên tay phải. Mù một bên mắt, không ruộng đất canh tác, nhưng vẫn còn đôi tay đôi chân khỏe mạnh. Ông Sáng vẫn tin có thể thoát nghèo. Hết đi ở tháng cho hầm cá, ông đi nhận đất thùng rồi làm thuê công nhật. Năm 2008, thêm một lần biến cố gia đình, vợ ông mắc bệnh ung thư qua đời, để lại cho ông đứa con trai mới 13 tuổi. Đã vậy, nghèo khó thường bị bệnh tật đeo mang. Đầu năm 2012, ông bị tai biến, vay mượn trên chục triệu đồng để điều trị. Mặc dù phục hồi không hoàn toàn, nhưng ông vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền để nuôi con. Vì lao tâm lao lực quá sức, thời gian sau đó, ông Sáng nhiều lần bị ngất xỉu. Cũng may bà con hay kịp cứu vớt, may ra sống sót. Đến tháng 6 năm 2014, thì bệnh tình bộc phát lần hai, cấp cứu qua bệnh viện tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu não, tăng huyết áp. Nó phát bệnh lên, rồi chở đi qua bệnh viện á. Rồi người ta nói là kêu lại, nói vấn đề, cái não nó có vấn đề. Rồi chuyển lên chuyến trên mà tôi không có tiền. Rồi tôi xin ở lại, đưa về đây luôn, đâu có tiền nữa đâu mà ấy. Rồi nằm đây chịu trận luôn. Tiêu tiểu thì tại chỗ, rồi nó không có nói chuyện gì chứ. Không nói gì hết, hỏi gì nó cũng đâu biết gì đâu nói. Rồi nó ngồi, nó cứ bật ngửa, nó không ngồi không có được, nó nằm tại chỗ. Xót em, thương cháu sớm mồ côi mẹ, giờ phải buôn ba xa xứ làm mướn kiếm tiền chạy chữa cho cha. Nên từ ngày ông Sáng ngã bệnh nằm một chỗ tới nay, bà Qua, chị ruột của ông, hàng ngày lui tới chăm nom vệ sinh giặt giũ. Bà Qua năm nay đã 62 tuổi, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên hàng ngày phải thức khuya dậy sớm đi ở mướn cho người ta, lấy tiền về mua thuốc men, cơm cháo cho em. Bản thân tôi thì cũng đi mần mướn, rồi cũng qua nuôi bệnh vậy nè. Nuôi bệnh rồi 4 giờ thì lo bên đây, rồi đi rồi sáng thì đi qua bên bển, cũng lo bệnh nữa. Rồi cái về cho ăn uống, 11 giờ về bên đây cho ăn uống, rồi cái bắt đầu cái chiều. Cũng 4 giờ về cho ăn uống. Đó. Bản thân tôi đi mần mướn, cô ơi, tôi già rồi. Tôi đâu có đi mần nổi nữa. Đó. Tôi làm gì để có tiền mà lo cho em. Một tháng 2 triệu mà có đủ đâu. Mua thuốc cho nó uống, mua đồ cho nó ăn. Mô tả hết bịch này tới bịch kia. Nó tiểu tiêu nó đâu có biết đâu. Nói chung ra thằng kia nó có hiếu lắm cô, mà bị gì nó còn nhỏ, nó mần theo giá tiền nhỏ đó. Rồi một tháng nó cũng gửi về được 100. Cái ngày mà đưa cha nó đi bệnh viện là nó cũng đi theo. Rồi nó ở nhà nó cũng đút cơm, nó cũng lo, nó giặt giũ đổ lo với tôi. Rồi sau này không có tiền, rồi nó mới đi làm nữa. Nó nói thôi bây giờ cô ở nhà cô lo cho cha con giùm đi, con đi Tết con mới về. Đó, rồi nó mới đi được tháng mấy rồi. Thương ông Sáng gà trống nuôi con lại mắc bệnh hiểm nghèo, trên nền đất chưa tới 20 mét vuông bà Qua cho ở đậu. Một mạnh thường quân ở đó hỗ trợ cho được mái tôn, còn vết lá hai bên thì bà con xóm giềng người cho chút đỉnh gom góp lại. Ông Sáng thì hoàn cảnh gia đình kinh tế ổng hồi đó giờ rất nghèo, cho nên ở địa phương có xét, có cấp sổ hộ nghèo cho ổng, hộ nghèo lâu năm. Nhưng mà chí thú làm ăn, qua nhiều năm như vậy đó thì cố làm nhưng mà cũng vẫn không khá. Cuối cùng là ông Sáng ổng ngã bệnh hồi năm 2012. Sau khi mà ngã bệnh rồi đó thì dựa vào là người chị ruột phải là làm thuê,
rồi kiếm thêm tiền để về cùng nuôi với ổng. Rồi về trách nhiệm của địa phương thì ở đây tôi cũng có vận động bà con ở xung quanh xóm giềng, mỗi một người có một ít để rồi gom góp về cho ổng, nhưng mà nói chung là không đủ. Bởi vì cái đóng góp của bà con mình nó có ít. Cho nên là tôi thay mặt cho ban nhân dân ấp An Long cũng mong làm sao quý nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho ông Sáng có được đồng tiền để điều trị bệnh, để ông Sáng là tiếp tục nuôi đứa con. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, giờ thì bệnh tật phải lâm vào cảnh trắng tay. Gia tài quý nhất của ông Sáng lúc này chỉ còn đứa con trai Hiếu Thảo. Nhưng liệu cứ nằm nhà chịu trận như vậy, ông sẽ còn gắng gượng được bao lâu nữa? Chị ông thì nghèo khó, lại ngày một già yếu. Địa chỉ nhân đạo rất mong các nhà hảo tâm hãy cùng chung tay góp sức giúp ông Sáng sớm được lên tuyến trên chữa trị. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ về địa chỉ ông Trần Văn Sáng, ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ, hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Điện thoại 0706 250 555. Trong một địa chỉ nhân đạo kỳ 48, ngày 7 tháng 12 năm 2014, chúng tôi đã thông tin về hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thúy ở ấp An Phú B, xã Long An, huyện Long Hồ. Gia đình chị Thúy thuộc diện hộ nghèo, không có đất đai. Hai vợ chồng sống trên một chiếc ghe neo đậu trên bến sông, làm nghề chài lưới kiếm sống qua ngày. Hơn 5 năm trôi nổi trên sông, chắc chiêu tích cóp từng đồng với hy vọng tìm đất định cư, phấn đấu thoát nghèo. Nào ngờ chị Thúy đổ bệnh, tài sản duy nhất là chiếc ghe mưu sinh đành phải bán để lấy tiền chạy chữa. Thế nhưng hơn một năm chạy chữa, chị Thúy vẫn nằm một chỗ. Một mình chồng chị làm thuê, không đủ sức nuôi nổi gia đình bốn miệng ăn, lấy đâu ra tiền thuốc men cho chị. Thương cho người mẹ trẻ chẳng may gặp nghịch cảnh, thương hai đứa con còn thơ dại của chị Thúy. Các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã cùng chung tay giúp đỡ cho chị Thúy có tiền chữa bệnh. Sau khi một địa chỉ nhân đạo thông tin thì có 506 nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp để giúp cho chị Thúy với tổng số tiền là 55.470.000 đồng và 55 kg gạo. Rồi sau đây xin mời anh đại diện cho gia đình nhận số tiền. Ngoài số tiền và gạo trên, gia đình chị Thúy còn nhận được sự giúp đỡ của chính quyền nhân dân ấp An Phú B và các nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm. Hôm nay các nhà hảo tâm đồng hành cùng với chương trình, tất cả là vừa các bà con thường xuyên và ở địa phương là tất cả là có 81 thành viên với số tiền là 7.150.000 đồng mùng và mền. Dạ, chị khách xin cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long đã trao cho vợ con được số tiền để đi trị bệnh. Các xin các cảm ơn nhà hảo tâm và các chính quyền địa phương, xin cảm ơn. Trên 62 triệu đồng là một số tiền rất lớn và rất quý đối với một gia đình nghèo đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Thúy. Hy vọng rằng với sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, chị Thúy sẽ vượt qua bệnh tật để cùng chồng xây dựng tổ ấm gia đình như nguyện vọng của chị.